Chào các bạn đến với kênh nhạc cụ đàn hương. Và mình sẽ tiếp tục test hai cây đàn bầu. Đây là một cây đàn bầu điện thẳng khảo lắp máy cho bạn Ly ở Bình Dương. Đây, cây này thì cũng như mọi lần mình vẫn test, thì cây này cũng cổng ra loa này, âm Ly này, cổng cắm điện thoại vào này, đó, công tắc và cổng sạc. Đây là cây khảo. Còn một cây nữa là dành cho chú Thủy ở Vĩnh Phúc. Đây, đây, cây bầu thẳng như này, lắp máy, đó, có đủ loa, đấy, có cổng điện thoại này, cổng điện thoại để cắm phát nhạc pin này, cổng ra âm ly, cổng ra loa này. Ở đây mình sẽ chuẩn bị sẵn một cái rắc nha. Đây là rắc 3.5 hai đầu. Cái rắc này để các bạn cắm vào đàn nha. Một đầu các bạn cắm vào đàn như này. Còn một đầu thì các bạn cắm ra điện thoại. Để các bạn bật nhạc beat đi. Đây là loa ở trong đàn nhé. Đây là loa ở trong đàn. Và mình sẽ test tiếp những cây này. Cái này tương tự mình cũng cắm vào cổng điện thoại này. Đây, mình sẽ cắm dạng như này nhé. Còn ví dụ mà các bạn chơi ở nhà thì có thể sử dụng loa ở trong đàn như này để đánh luôn. Đấy, các bạn muốn to thì bạn to lên, muốn nhỏ bạn nhỏ lên. Mình bạn to lên quay vào mic điện thoại nó hay bị rẻ nên mình không bạn to quá. Hoặc là các bạn muốn khi các bạn đi biểu diễn xa ấy, các bạn cần một loa nén như này để biểu diễn đình chùa ấy, các bạn có thể cắm thẳng tiếp vào đàn. Mình có thể cắm trực tiếp vào đàn nha. Tương tự cây này. Đây, hoa nến luôn nha. Đây. Thank you.
mé thì nó hơi vang, hơi to. Mình đã test xong hai cây bầu. Bạn nào muốn mua đàn bầu mà lắp sẵn điện như thế này thì có thể liên hệ với mình qua hotline ở trên video nhé. Vâng, xin cảm ơn các bạn xem video của nhà cụ Bản Hương. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một lượt like, một đăng ký kênh để có động lực và làm nhiều video mới hơn. Ủng hộ mọi người. Vâng, xin chào mọi người.